Thực ra nhé, bản thân của cái khoản vay ấy, ngân hàng ấy, là bên ngân hàng họ sẽ tạo ra một cái tài khoản tiền vay, hiểu chưa không? Tức là ngân hàng sẽ tạo ra một cái tài khoản tiền vay riêng, và khi em vay một khoản vay thì ngân hàng sẽ đẩy cái tiền đó vào cái tài khoản tiền vay đó. Sau đó về mặt hồ sơ thủ tục thì có phải ngân hàng họ bảo em ký vào một cái giấy nhận nợ không? Và mặc dù tiền của em không có nhưng ngân hàng sẽ bảo em lập một cái ủy nhiệm chi đúng không? Hoặc là ngân hàng sẽ lập một cái hồ sơ gọi là có cái giấy gọi là ủy nhiệm chi ấy, đúng không? Và ngân hàng sẽ lấy cái từ cái tài khoản tiền vay của mà họ đã tạo ra cho em ấy. Ví dụ như ủy nhiệm chi đó là chi từ tài khoản tiền vay ấy, chính là cái tài khoản mà ngân hàng tạo ra cho em nhá. Chi trả cho nhà cung cấp mua ô tô. Có đúng không? Trên thực tế của em ấy, ngân hàng họ bảo em ký vào một cái giấy nhận nợ. Ký gì mà họ cho em vay tiền á? Cung cấp ô tô họ có liên kết với ngân hàng thì bên ô tô có đưa cho em giấy tờ gì không? Bao gồm hóa đơn điện tử của việc mua bán ô tô, rồi giấy nhận nợ và một cái ủy nhiệm chi. Chắc chắn phải có luôn. Ủy nhiệm chi em chi tiền từ tài khoản tiền vay sang tài khoản của nhà cung cấp. Nghĩa là ngân hàng sẽ đồng ý cho em vay, ngân hàng sẽ tạo ra một cái tài khoản tiền vay. Sau đó thì ngân hàng sẽ đổ tiền vào tài khoản tiền vay đó. Từ tài khoản tiền vay đó ngân hàng sẽ lập một cái ủy nhiệm chi và bên em sẽ ký vào cái ủy nhiệm chi đó chi tiền cho bên nhà cung cấp nhá. Có hình Nhiều như có sao nhưng mà nhiều lắm chị ạ, nhưng em không hiểu không biết được nó là mở ra đi, mở hồ sơ ra, chưa chị ạ. hồ sơ vay họ bên ngân hàng họ đưa cho em chưa? Em chả thấy trả lại em cái gì ấy. Cô em phải hỏi chứ, em phải hỏi cái bạn mà cho em vay tiền đấy, cái hồ sơ vay của chị đâu, và trả lại cho em toàn bộ cái chứng từ đấy chứ, nếu không thì tí nữa thì làm sao mà mình có chứng từ để lưu là mình vay. Thế em bảo em nhắn tin nhá. Em nhắn tin đi, ok, lần sau nhá, chú ý nhá, không bao giờ được ký bất kỳ một giấy tờ gì mà không có số tiền, đó là nguyên tắc và em phải bảo sống em như vậy. Thứ nhất là ví dụ như đây là ủy nhiệm chi này, em đang chi tiền cho một số tiền nhá, thì tất nhiên là tí nữa cái số tiền đấy nó cũng chi đúng với cái khoản trong trong cái sổ. Ví dụ giả sử như thế này họ làm đúng thì không sao đúng không, họ cho vay em vay 120 triệu nhá, họ làm đúng thì không sao. Nhưng mà bây giờ họ bảo em là ký vào một cái giấy nhận nợ, đúng không? Ký vào ủy nhiệm chi này người ta viết con số là 1 tỷ đồng. Em đang vay ngân hàng 1 tỷ đồng. Thì làm thế nào? Gặp cái người thật thà thì không nói làm gì, nhưng gặp cái người làm láo cho em thì làm thế nào? Cho nên cái nguyên tắc là không bao giờ được ký bất kỳ một cái giấy tờ nào mà không có số liệu. Em có biết bao nhiêu cái vụ mà trong ngân hàng tiền không cánh mà bay đi không? Cũng chỉ vì là tin tưởng nhân viên ngân hàng ký vào tất cả các giấy tờ đấy nhá. Cho nên là rút kinh nghiệm, không em phải đòi cho chị cái hồ sơ gốc này về, được chưa? Hồ sơ bao gồm em ủy nhiệm chi bao nhiêu tiền, em vay bao nhiêu tiền, giấy nhận nợ bao nhiêu tiền của bên em ấy về để em lưu, đòi bằng được chưa? Và nguyên tắc là ngân hàng phải trả cho em. Chị làm việc suốt với bên ngân hàng ấy, cho các công ty mà vay mà, người ta trả đầy đủ lắm. Hợp đồng vay này, hồ sơ bao gồm hợp đồng vay này, ủy nhiệm chi này, giấy nhận nợ này, đúng với số tiền ấy, khớp nhau nhá. Thì quy trình như chị vừa nói là người ta sẽ tạo ra cho em một khoản tiền vay, một cái tài khoản vay, sau đó ngân hàng mới đổ tiền vào tài khoản tiền vay đó, rồi từ tài khoản tiền vay đó lại đổ sang bên nhà cung cấp, chứ không bao giờ tiền lại ngân hàng lại đổ cho em vào trong tài khoản tiền gửi đâu, mà họ sẽ tạo một cái tài khoản tiền vay riêng. Em hiểu không? Thay vì em vay nhà cung cấp thì nhà cung cấp không cho em nợ lâu, em phải chạy đi vay ngân hàng, đúng không? Thì người ta sẽ tạo riêng cho em một cái tài khoản tiền vay riêng. Đó. Và bây giờ đến hàng tháng này em phải trả 7 triệu tiền gốc và số tiền lãi tương ứng. Có đúng không? Hôm nọ chị đã dạy cho em về việc là hạch toán về tài sản cố định, nợ tài khoản 211 3 nợ 1332 có tài khoản 311 và 331.
có tài khoản 331 đúng không? Và các cái khoản như là tiền phí trước bạ đúng không? Nợ tài khoản 2113, có tài khoản 3339 đấy. Ở trong chứng từ nghiệp vụ khác buổi học hôm trước em có nhớ không? Để hình thành ra cái tài sản cố định đấy. Đấy, em hôm nọ chị em mình có học hết những cái phần đó. Đây. Có một khoản lệ phí đây. Đây. Phí trước bạ đây em thấy chưa? Đúng không? Buổi hôm nọ là mình học này, ghi tăng tài sản cố định nhá. Và sau đó đối với tài sản cố định thì về xe ô tô thì nó sẽ bao gồm nguyên giá cộng với các cái chi phí ấy, nộp lệ phí trước bạ đấy. Đấy nhá. Buổi trước có phải là mình đã thực hiện được cái quy trình ấy. Đây chị ơi, thành công đây này. Rồi, đấy thì có phải là về về mặt mà các bước để hình thành ra tài sản cố định ấy. Nếu mà tài sản cố định bình thường mà không có các cái chi phí liên quan ấy thì chỉ có đơn giản là vào mua hàng không qua kho, tạo mã tài sản cố định, định khoản nợ 211 liên quan nợ 133 có tài khoản 331 đúng không? Bước 2 là vào phân hệ tài sản cố định và ghi tăng tài sản cố định. Bước 3 là đối chiếu tài sản cố định và bước 4 là trích khấu hao tài sản cố định. Rồi tiếp theo là chị em mình có đi đi điểm đi đối chiếu các cái vấn đề liên quan đến cái tài khoản 214 và 211 rồi đúng không nào? Thế nhưng mà với cái tài sản cố định mà liên quan đến mua ô tô ấy, như bên em ấy, thì nó sẽ có thêm một bước nữa trước khi mà ghi tăng tài sản cố định. Tức là mình sẽ phải vào chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán thêm ấy, những cái chi phí hình thành làm tăng tài sản cố định đi em. Đúng không? Và chính là nợ 2113 có 3339 đấy. Lệ phí trước bạ đấy. Em hiểu chưa? Nhá. Đấy, thì bây giờ này. À, bây giờ em sẽ vào phần này. Đấy là ôn lại bài bài trước đấy nhá. Đây này. Em thấy bạn này không? Nhá. Thì trước bạn này. Rồi. Thế thì bây giờ này. Đây, như vậy. Đây, em đang... Đây, 2024 đây. Đây, thì trước bạn của con xe này đây này. Được chưa? Thì có phải là cái việc 3339 này thì nó không liên quan đến khoản vay của chị em mình đang nói về khoản vay nhá, mà cái khoản vay này nó chỉ là cái khoản để mua ô tô thôi đúng không? Thì quay lại xử lý cái khoản là thanh toán nợ vay ấy, thì em sẽ vào, có phải hôm bữa chị cũng có dạy em vào chứng từ nghiệp vụ khác không? Đây, vay tiền ngân hàng trả tiền nhà trung cấp, nợ 331 có 341 số tiền tương ứng đúng không? Chỗ này ok chưa? Nhưng mà để giảm cái công nợ 331 và có 341 này thì thực ra là ngân hàng đang đẩy từ tài khoản nào đi? Tài khoản tiền vay đấy. Nhá. Chứ không phải tiền gửi đâu nha. Đúng không? Em phải hiểu bản chất. Đây là đẩy tài khoản vay đi. Nên là em mới... Đấy, cho nên quay lại vấn đề này. Mình đang vay 420 triệu thì mình sẽ định khoản nợ 331 có 341. Làm giảm công nợ phải trả cho nhà cung cấp đi và tăng cái khoản nợ của ngân hàng lên. Được chưa? Mục đích là thứ nhất là em phải lưu hồ sơ gốc của em để em xem là ngân hàng họ có làm đúng hay không nhá. Rồi sau đó khoản vay này nó có đúng hay không, đúng không? Và bây giờ này, nợ 331 có 341 này, thế bây giờ khi mà mình trả tiền gốc và trả tiền lãi thì có phải hôm nọ em có gọi chị không, cái khoản tiền gốc và tiền lãi thì không phải là đổ thẳng vào tài khoản tiền vay đâu, mà em phải nộp tiền mặt vào trong tài khoản tiền gửi của em đấy. Thì ngân hàng người ta sẽ trích từ tài khoản tiền gửi đấy đi vào tài khoản tiền vay, tiền lãi đấy là 13 triệu vào tài khoản tiền vay, và từ đó từ tài khoản tiền vay họ lại đẩy vào hệ thống của ngân hàng. Đấy là quy trình nhá. Được chưa? Thế nhưng mà trong hạch toán kế toán thì thế này. Rồi. Bây giờ vào quan hệ ngân hàng chi tiền nhá. Chi tiền. Tài khoản chi là tài khoản này, đối tượng là tài khoản chính của em nhá, đối tượng là ngân hàng không, cái đối tượng này chị em mình hôm nọ mình có tạo ra rồi mà nhỉ, ngân hàng này là ngân hàng Á Châu đúng không? Không ạ, không ạ, đối tượng là cái thằng mà mình phải trả vào đúng không chị, hay là đối tượng là Đối ngân tượng là ngân hàng của hàng, mình? đối tượng là ngân hàng mình đang trả gốc trả lãi cho ngân hàng mà đúng không? Còn Ngân hàng của mình đúng không chị? ngân hàng của mình đấy chính là ngân hàng Á Châu hôm ấy chị em mình tạo rồi. Hạ đây, thấy chưa? ACB này. Đây. Rồi. Ngày nào thì bây giờ trên chứng từ này là mình đang rồi, Á Châu là ngân hàng tiền gửi đúng không? Vâng, là tiền gửi của em. Rồi, bây giờ chị hỏi này,
Vậy bên ngân hàng Vâng. PG Bank đấy em chỉ có tài khoản tiền vay thôi à? Tiền vay là còn có một cái tài khoản mà nó để Đúng nó rồi. tự trừ được chị. Như vậy thế này, chị giải thích này. Sẽ không bao giờ, tức là có nghĩa là này, như bình thường có các công ty ấy là để tài khoản tiền gửi ở đâu thì hay làm tiền vay đó, đúng không nào? Thông dụng hơn là như vậy, nhưng mà bên em thì lại là đang dùng tài khoản Á Châu là tài khoản tiền gửi giao dịch bình thường, nhưng em vay là Vâng. vay ở bên ngân hàng PG Bank, đúng không? PGBank. Thì PG Bank họ sẽ tạo cho em hai tài khoản, hiểu hiểu bản chất nhá. Một là tài khoản Vâng. tiền vay riêng, một là tài khoản tiền gửi riêng, đúng không nào? Vâng. Cái tài khoản tiền vay là một cái tài khoản mà chỉ thể hiện các cái khoản họ đổ tiền gốc ban đầu ấy, rồi họ lại đẩy ra luôn để trả nhà cung cấp, đúng không? Rồi họ lại tạo ngân hàng Vâng. PG Bank để tạo cho em một cái tài khoản tiền gửi nữa, và hàng tháng em mới nộp cái tiền đấy vào cái tài khoản tiền gửi ấy mà ngân hàng cung cấp cho em ấy, được chưa? Thì Vâng. em sẽ nộp tiền vào đó, khi nộp tiền thì vẫn hạch toán nợ 1/2 có 1/1 bình thường, đúng không? Thì bây giờ chị sẽ làm các cái thao tác là tạo mã tài khoản tiền gửi cho em, được chưa? Tạo tên tài khoản tiền gửi ở bên PG Bank ấy nhá, PG Bank, thì khi đó Vâng. em sẽ nộp tiền vào và em chia tiền ra ấy mới được, được chưa? Bây giờ vào danh mục này, ngân hàng này, tài khoản ngân hàng này, thêm đánh cái số tài khoản tiền gửi của ngân hàng PG Bank đi. Tiền gửi của PGBank là cái của mình ấy đúng không chị? Ừ, tài khoản tiền gửi mà em vừa nộp tiền hàng tháng vào đấy. Đây chị nhá. Rồi, ok. Tài khoản Cất ngâm đi. định có phải đánh. Em cất nhá, không cần đâu, chi nhánh bỏ qua em. Tên ngân hàng không được bỏ trống đây này. Chọn đi. PGBank. Đấy, đánh chữ xăng dầu lên. Cất. Rồi, đây là tài khoản tiền gửi này. Thì bây giờ nhá, em sẽ vào ngân hàng thu tiền, Vâng. thu tiền. Thì khi mà em nộp tiền đấy, đúng không? Ví dụ vậy đi. Nộp tiền 1/2 có 1/1 nhá. Thì em nộp tiền hôm Vâng. nọ em nộp bao nhiêu tiền vào, em phải lấy cái sổ phụ của cái ngân hàng ấy, PG Bank vào. Hoặc là em có cái chứng từ nộp tiền đấy ấy, em điền vào cho chị nào. Có tiền thì mới trả được gốc Thế này. nên em mới bảo là em không biết làm kiểu gì chị. Em có hai ngân hàng. Một ngân Vâng. hàng là Á Châu, một ngân hàng là PG Bank chị vừa tạo ra. Thì em Vâng. không nộp tiền mặt vào ngân hàng PG Bank mà em sẽ bắn tiền từ ngân hàng Á Châu Từ từ sang cái ngân phòng công ty mình hàng đi. Vâng. PG Bank, PGBank. đúng rồi, thì em sẽ vào nghiệp vụ đây này, ngân hàng này, chuyển tiền nội bộ đây này, thấy chưa? Đó, chuyển tiền tài khoản đi là tài khoản Á Châu, tài khoản đến là tài khoản xăng dầu. PGBank Ồ, ngay đi. Đánh cho chị nợ 1/2 có 15 một tháng một 4. hai diễn giải đây, nội dung diễn giải đây là chuyển tiền từ ngân hàng Á Châu sang Vâng. PG Bank. ngay hạch toán ngay chứng từ đi, nợ 1/1/2 có 1/1/2 số tiền tương ứng, Nợ 112 có 112. đúng rồi, 9 triệu 7. ngay chứng từ 15 tháng 4. rồi, sửa cho chị 15 tháng 4 rồi, đúng không? Cất này. Thế bây giờ có tiền rồi đúng không? Tức là cái ngân hàng PG Bank này nó có tiền đúng không ạ? Thì bây giờ mình đi vào ngân hàng này chi tiền. Đấy, bây giờ mình có hai ngân hàng cho mình phải chọn cẩn thận nhá. Em hiểu chưa? Vâng. Đấy. Tất nhiên là ở đây sổ đối tượng là nhấn dấu cộng màu xanh này. Thêm ở đây là thêm mã ngân hàng nhá. Hôm bữa chị có thêm cho em mã Châu rồi. PG. Em hiểu ý chị không? Tạo Vâng. ra khách hàng và nhà cung cấp mà. Chọn là khách hàng là nhà cung cấp luôn. Cất ngay hạch toán ngay chứng từ đi. Là theo cái sổ phụ đấy à chị? Ừ, theo cái sổ phụ mà em bây giờ lại là bây giờ lại phải là lấy cái sổ phụ của ngân hàng PG Bank nhá. Về xem ngày nào họ rút tiền đấy. Nhưng chị ví dụ lúc nãy là em ngày bao nhiêu nhỉ? Đây em đang xem lại cái sổ phụ. Đây Vậy đây là lúc sổ nãy phụ là này. nhưng em có cái ngày của sổ phụ của PG 16 tháng 4 chị ạ. Bank. Ok, 16/04 này, 2024 này. Ghi ở đây là trả tiền gốc và lãi món vay 420 triệu, được chưa? Nợ cho tài khoản 341 có 112 và nợ cho tài khoản 635 có 112. Rồi, 341 là gì? Gốc Gốc với 7 triệu. 7 triệu tiền vào. Lãi là 3 3 4 1 5 9 5 8 9. Ok chưa? Đấy. Vâng. Xong mình cất. Đúng không? Hôm nay học xong như thế này Vâng. em hiểu chưa? Vâng, em hiểu cái chỗ này thì em hiểu rồi.